I did. Dạ, bỏ con đó không biết nhiêu tiền mà nói. Ở trên đó có con cá. Con cá, ở nó yêu luôn đó, con cá đó. Cá. Cá, cá, cá. Ờ, cá đó, cá đó. Ờ, ông cậu có hết không chứ, mà làm hết đâu mày. Cá đấy mà làm tới không. Nó tới 1.600 mấy đâu, 1.847 mét rồi. Là cao nhất nào? Cao dữ. 1.847 mét. Cái đó đỉnh Sapa đó. Cây gần 2 cây số. Cái này đúng nè. Đó giờ có sông mù quay lại thấy không? Thì lên cao á. Lên cao. Không, cái này giống như qua lớp tầng mây vậy thôi. Lên trên thì mình đẹp đi chứ. Ừ, đẹp lắm. Không lên đỉnh rồi bông vàng 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 mà vòng theo ở chỗ bà là tới 5-6 tầng, ấy 4 tầng là 4-5 tầng là tầng nào cũng giống nhau mà đẹp lắm, nước suối cho nó đổ xuống. Trời, nó làm đẹp. Lạnh á. Ý là nằm ở trong ngồi trong đội mũ với bà cậu bác đó. Gì nói là lên trên mùa càng cao càng lạnh mà. Đấy, đấy. Đó. Chân á, cái chân mình hơi là gió lộng nó lạnh. Cái cửa nè. Thấy gà có nhiệt tình không? Rồi, tới rồi. Đó, tới cá bự rồi.